Dạ xin chào mọi người, đi trên đường Đồng Phú thì có cái xe xôi này, xe xôi cay hai tô thì thấy nó cũng lạ thì cũng chia sẻ đây là xe xôi theo chị chủ chị chia sẻ thì nó đã bán được 50 năm ở Sài Gòn rồi, khá là nổi tiếng xe xa. Đây là cái đời thứ hai của cái xe xôi này nha. Nhìn xôi ngon ha. Này mình bán là được 50 đồng. Đó là cái gì chị? Ba tê em. Ba tê. Ở đây mình đặc biệt là hai thứ này đó. Dạ. Ba tê chả. Đúng rồi. Mình bán là được 50 năm rồi đó. 50 năm. Trời ơi là trời. Dữ ha. Cái sôi cay đây đó. Sôi cay. Sôi cay 50 năm. Hồi xưa là hai ông bà già người Hoa bán đó em. Dạ. Đến bây giờ hai ông bà già đi nước ngoài rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ là mấy con ông bà già của chị luôn. Cái đó là dì Dương chị á. Dạ. Cái chị ở 64 Nguyễn Di Dương. Cái rồi bắt đầu là chị ra đứng bán. Cái chỗ này là chỗ ông già. Già xưa còn bà già là giờ bà chị đứng bán á. Vậy ha. Vậy là hai chị em bây giờ bán. 64 Nguyễn Di Dương mấy đứa cháu bán nữa em. Nguyễn Di Dương. 64 Nguyễn Di Dương ở đây nè. Dạ. Là chỗ chính của nó đó. Vậy hả? Chỗ này là chỉ là chi nhánh thôi. 309 Trần Phú là chi nhánh. Hồi xưa ông già đứng ở bên kia rồi em. Sau đó cái là bây giờ chị đứng ở bên đây được. Giờ chị đứng. Chị đứng bán là được bao nhiêu năm rồi? Riêng chị là được 20 rồi đó. Chị bán 20 năm rồi. Giờ ông bà già đi nước ngoài định cư rồi. Mấy gói? 3 gói. Em lấy tiền rồi đó của cháu. Cái xe xôi nhìn đơn giản vậy chứ là bán 50 năm rồi đó. Đúng rồi. 50 năm rồi. Gói 30 hả? Dạ. Rồi dùm gói với gói 30 của em đó nữa. Gói 30. Cái hồi đó là báo thanh niên lại làm trước hả chị? Đúng rồi. Cô đó quay xong là cô đó được nút vàng luôn á em. Chị không ngờ là báo thanh niên đợt đó là nó nổi đùa luôn. Bán mà nó nói không kịp. Dạ. 7 giờ là hết trơn luôn. Em đó gói 30 xôi nhão nè. Còn gói bình thường là bao nhiêu chị? 20 á em. 20. Bình thường là chị cứ bán 20 thôi. Vậy là do khách ta ăn nhiều thì người ta yêu cầu mình làm nhiều cho 3 tí em. Dạ. Đó, gói như vậy là 30. Dạ. Đồ nhà làm không á em? Dạ. Nhà làm cho chắc lượng. Dạ là chị đời thứ hai hả? Chị của chị á, em bà già, chị. Bà già là thứ hai, là tên là sôi cay của chị hai. Cái em đó thấy khó kêu quá, cái em đó đặt là sôi cay hai cô luôn. Thì gói này là 30 hả chị? Đúng rồi em. Là em này ăn nhiều đồ ăn. Sôi cay là bởi vì nó có cái ớt sa tế này, một củ ớt sa tế khá là đặc trưng. Sôi thì người ta thường ăn ớt sa tế nhưng mà đây nó có hai củ ớt sa tế, hành sa tế nữa. Bán cũng đắt khách quá chứ bây giờ khách nhiều vô nhìn lì á. Nhưng mà từ nãy giờ em đâu thấy ai dùng ớt đâu ha. Cái số người dùng ớt cũng ít gì ha.
số người ăn ớt là họ ăn từ sáng đó em. Dạ. À, còn bây giờ là mấy bé là nó không có cho bao đậu không ạ? À, cái xe sôi này cũng như tất cả các loại xe khác, nhưng mà nó có cái ớt sa tế là khác. Ở các cái xe khác hình như là không có, người ta nếu mà dùng thì dùng cái tương ớt thì đúng hơn. Ở đây thì dùng cái ớt sa tế. Đấy, phần lớn người vô đây mua là mua 30 nhiều nhất. Cái này là cái trà bông của nhà nhiều cũng đặc biệt lắm. À, nhìn cũng hay. À, cái xôi cay thì ở Sài Gòn bây giờ thì người ta thường không ăn bớt sa tế mà người ta dùng cái tương ớt là phần nhiều. À, ở đây thì bán mang đi thôi chứ không có ăn lại, thì mình dùng thử ở đây luôn cho mọi người biết, coi thử cái xôi cay ở đây khá là nổi tiếng, bán 50 năm rồi mọi người. Đây dùng mía ớt kìa. Cái ớt sa tế thì mình do mình ăn ớt nhiều quá cũng cay, cũng bình thường thôi chứ không cay lắm. Những người mà ăn cay nhiều thì nên cho nhiều ớt sa tế một xíu để mà nó ngon. Ớt sa tế cũng ngon lắm. Cái xôi á, thì nó có pate ăn khá là ngon. Nó tạo cái độ béo cho miếng xôi. Nó cái nước sốt á, nước dầu hành mỡ hành á thì nó làm cho sâu nó thơm mà nó thơm mùi hành. Khá hấp dẫn. Ở đây có đông cho nên là khoảng bây giờ khoảng hơn 8 giờ là hết rồi. Dạ, cảm ơn nha. Ngon quá trời ngon. Ngon xuất sắc. Cái sâu này rất là ngon, nhiều người họ đi nước ngoài sau nhiều năm họ cũng quay lại họ mua một gói rồi họ ăn. Nhờ như cái khách hồi nãy đó, những người khách già khoảng 77 mấy á, người ta vẫn quay ở đây, người ta ăn được một gói sâu sau nhiều năm mà đi nước ngoài về còn khá là hay. 4 chi nhánh nhưng mà do là bây giờ là đang hè cho nên người ta chỉ bán 3 chi nhánh thôi, một cái Trần Phú, cái Nguyễn Duy Dương, thì một phần khá nữa đâu không biết, mình chưa hỏi chị nữa, chị để bắn 20 năm rồi. Còn xe sôi là xe sôi là cha mẹ chị á bắn 30 năm nữa là 50 năm. À, mà thật sự chứ mình thấy sôi mà có thêm cái ớt sa tế thì ăn ngon hơn cái xe bình thường. Ngay một suất ra khoảng 20 ngàn rồi. Sôi ở đây ăn ngon á, khá là ấn tượng bởi vì có cái lớp pate làm cho sôi nó béo rất là ngon. Cái địa điểm này là bán từ 6 giờ sáng này, sáng lên khoảng 8 giờ là 8 giờ hơn 8 giờ là hết rồi.
mấy giờ là mình bắt đầu bán chị? 6 giờ bán. Vậy bây giờ là hết rồi, thôi 8 giờ là bắt đầu hết rồi. Cao điểm là 7 giờ, hơn 7 giờ là hết ha. Rồi. Ta thế một cái xe thôi cũng khá là gọn. Có một bà đây là hành phi ha. Đây là pate, đây là mỡ hành. Pate. Đây là mỡ hả? Đây là mỡ luôn chứ không phải dầu ha. Dầu hành cũng được, em không có đi kêu dầu hành cũng được. Nhưng chỉ có cái mỡ ở trên á. Rồi chà bông, đây là chả, là cái đặc biệt là cái hủ ứng sa tế. Tất cả cái này nhà ở nhà làm hết. Ô, hay vậy trời. Quá hay ha. Bây giờ là mấy chi nhánh vậy? Bây giờ là còn 4 nhưng mà tại vì nghỉ hè á cho nên cái chỗ còn 3 em. Dạ, 3 chi nhánh. À. Có 30 em ơi. Súp này là ăn được cay. Súp này là khách cũ luôn, già chị đó. Ôi vậy hả? Ờ, đây là ngoài. Khách mấy mươi năm rồi đó ha. Mấy mươi năm rồi đó, ông ở bên nước ngoài ông về đó. Ồ, vậy hả? Ừ. Sao chị biết hay vậy trời? Trời ơi, chị bán từ hôm già chị nghĩ là chị qua đây chị thay thế đó. Dạ hả? Lượng khách cũ là mình biết. À, khách cũ của ông già đi nước ngoài về. À, ghé mua. Hay vậy hả? Bởi vì nhiều lúc người ta ăn quen một cái chỗ nào đó hoặc là người ta kết một cái gì đó là sau nhiều năm người ta cũng không quay lại. Nhất là những người đi nước ngoài lâu năm họ muốn quay lại cái chỗ họ ăn hồi xưa, ăn lại cái hương vị cách khá là lâu, mấy chục năm mà không được ăn. Thứ bảy chủ nhật đó chị có nghỉ không? Chị nghỉ ngày chủ nhật thôi em. Dạ, nghỉ ngày chủ nhật. Đó, như là suốt này cũng vậy là khách cũ hết đó. À, khách cũ hết đó. Cũ ông già hết đó. Ăn mấy chục năm rồi đó. Dạ là ông bà già chị nay còn lớn tuổi hết đó ha. Dưỡng chị năm nay cũng còn 90 rồi em. Ôi, lớn rồi. Có 20, có 15. 10 là của ai chứ? À, từ cái câu nói của khán giả, những người thưởng thức cái xôi ở đây mà sinh ra là xôi cay hai cô. Tính là đang lý ra là xôi cô hai. Cái ra cái thương hiệu này luôn rồi bán 50 năm ở đây rồi. Rồi vậy nữa thôi. Xôi thì gói trong cái lá chuối này. Cái gói bình thường là 20 ngàn, cái gói ai ăn 30 thì chỉ bán nhiều hơn một xíu. Ở đây là cái địa chỉ 309 Trần Phú, quận 5. À, bây giờ còn có xíu à. À, bây giờ thì xôi thì cũng đã bán hết rồi, cái nồi xong rồi. Giờ thì chắc mình cũng kết thúc cái video tại đây. Cái xôi cay hai cô khá là đặc biệt, khá là nổi tiếng, 50 năm ở Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Dạ, xin chào. Làm cho em một cái gói xôi cay thử coi, em ăn thử thử cho biết cái xôi cay hai cô thế nào. Chị làm cho em. Nghe cái tên cũng hấp dẫn lắm. Với lại lúc mà thấy quay lên là dạ phải không? Ừ. Hãy dùng thử cái xôi cay ở đây nè mọi người biết nè. À, nhìn ở là hấp dẫn rồi. Em ơi đầy đủ nha. Có luôn. Anh đưa cho cái muỗng em gắm lên gì để cho em nó thử đi. Ờ, ít đó là cái muỗng này. À, chào chị. Rồi, đây. Đây là một phần xôi cay hai cô này. Đó. À, đó, hấp dẫn quá trời luôn. Nó có xôi, xong xôi là thêm một cái lớp ớt. Đó, một lớp ớt
sau là lớp ba tê trà bông đậu phộng rồi chả. Cái xe xôi này khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Những cái nguyên liệu, những cái nhân ở đây thì nói là ở đây làm hết